Hôm nay Lợi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng cái dòng loa kéo của hãng Shinka Media. Như các bạn đã biết thì trên thị trường các dòng loa kéo của hãng khác chỉ tích hợp tính năng Bluetooth. Riêng đối với sản phẩm của Shinka Media thì có tích hợp thêm tính năng Wi-Fi ảo. Lợi sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách sử dụng sản phẩm này. VDR chuyên gia âm thanh karaoke. VDR phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Đầu tiên, để sử dụng sản phẩm này, chúng ta mở công tắc nguồn của chiếc loa kéo này lên. Bluetooth mode. Khi công tắc nguồn bật, nó sẽ báo hiệu tín hiệu pin của chiếc loa kéo. Đèn đang nhấp nháy ở L, có nghĩa là low battery và pin thấp. Nút M là middle, chứ pin tầm trung. H là 2, là pin đầy. Cái thứ hai nữa là ngõ kết nối. Thì đây là ngõ HDMI, cho phép chúng ta truyền hình ảnh từ chiếc loa kéo lên TV. Một đầu của dây HDMI mình cắm vào đây, đầu còn lại mình cắm vào ngõ HDMI trên TV. Ở đây là ngõ USB karaoke, có nghĩa là khi mà dùng thì bên hãng sẽ có một cái USB chứa cái bài hát ở trong đây. Chúng ta cắm cái USB này vào thì lúc này là cái loa kéo này giống như một cái đầu karaoke chuyên dụng. Cái chiếc USB này sẽ chứa dung lượng bài hát các thể loại nhạc MIDI. Đó. Khi mà các bạn cắm vào thì chiếc loa kéo sẽ chạy một cái giao diện và cái tiếng âm thanh này là âm thanh chào của hãng. Sau khi cái lời chào này kết thúc thì mình có thể là dùng cái remote mình bấm chọn bài. Và bên đây là ngõ USB thông thường. Ngõ USB này cho phép chúng ta cắm những cái USB mà mình chép nhạc theo sở thích của các bạn, mình gắn vào đây. Hoặc là cái ngõ SD, ngõ này thẻ nhớ SD hoặc là thẻ nhớ micro SD. Kế bên đây là cái bảng đèn LED và các nút để mình chuyển chế độ khi sử dụng. Ở đây có chữ M là mode nè, là mình chuyển cái chế độ. Hiện tại thì đang ở chế độ Bluetooth để cho mình kết nối Bluetooth giữa điện thoại, máy tính bảng hoặc là các thiết bị thông thường đến chiếc loa kéo. Khi mình nhấn ở đây nữa, FM mode, nó sẽ chuyển qua chế độ FM. AUX mode, mình nhấn nữa thì nó chuyển qua chế độ AUX hay là LIN, là mình hát trực tiếp từ các bài nhạc trên chiếc loa kéo này. Đây là ngõ video. Video này để xuất hình ảnh từ loa kéo ra các TV mà đời cũ á, thì họ thay vì dùng cái ngõ HDMI thì họ dùng cái ngõ video dắt bông sen, dắt AV thông thường. Ở đây là LED light, dây AV, dây tín hiệu từ chiếc loa kéo truyền sang một thiết bị khác nữa để mà mình xuất tiếng ra bên ngoài. Đây là các nút để điều chỉnh hiệu ứng karaoke trên chiếc loa kéo, bao gồm cái volume micro 1 để điều chỉnh cái âm lượng micro thứ nhất, volume micro 2, và đây là cái micro bass, có nghĩa là điều chỉnh cái tiếng trầm, tiếng bass của cái micro. Cái bên là micro treble để điều chỉnh âm cao của micro, và echo là điều chỉnh độ nhạy của micro. Cái bên đây nữa là những cái dãy nút của tiếng nhạc, là đây là bass của cái tiếng nhạc, đây là treble của tiếng nhạc, và đây là volume của tiếng nhạc. Mình muốn to nhỏ thì mình chỉnh cái volume này. Và đây là volume tổng. Volume tổng này nó có tác dụng cho hầu hết tất cả các nút còn lại. Khi mà chúng ta mở lớn nhỏ thì nó sẽ ảnh hưởng đến volume của tiếng micro và cả tiếng nhạc luôn. Ở đây là nút left right line, có nghĩa là mình có thể dùng cái loa kéo này là một thiết bị phát. Ví dụ như là mình lấy cái tín hiệu từ TV xuống thì mình sẽ cắm vào đây. Lúc này cái âm thanh trên TV sẽ phát ra chiếc loa kéo thông qua ngõ này. Đây là ngõ out. Ngõ out này là để chúng ta có thể là dùng thêm một cái sub rời ở bên ngoài. Lúc này là khi mà loa kéo mình mở âm lượng lớn nhỏ thì tiếng bass nó cũng sẽ ra cái sub cho mình lớn nhỏ như vậy. Đây là hai cái ngõ cắm micro. Mình cắm micro 1 và micro 2 vào đây. Thì ngõ này bạn có thể là sử dụng micro có dây hoặc là micro không dây gì đều được.
thì mỗi một ngõ cắm này tương ứng với một micro, nếu mà không dây thì được hai micro. Đây là cái những cái kết nối khi mà chúng ta xài cái nguồn điện bằng pin bên cái bình ắc quy bên ngoài á, mình kết nối qua cái ngõ cái này, nó sẽ có hai cái cổng âm dương để mình kết nối với nguồn điện rồi. Tiếp theo lại sẽ hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái tính năng Bluetooth trên chiếc loa kéo này. Đầu tiên mình nhấn vào nút mode này nè, đang ở chế độ live, mình bấm qua chế độ BNL hay còn gọi là Bluetooth. Bluetooth mode. Các bạn nghe tiếng của Bluetooth mail là mình đang ở kênh Bluetooth. Sau khi các bạn chuyển chế độ Bluetooth trên chiếc loa kéo rồi thì mình vào điện thoại của mình, thì theo hệ điều hành thì các bạn có thể là iPhone hoặc là hệ điều hành Android, mình vào mục cài đặt. Trong mục cài đặt mình chọn chế độ Bluetooth. Đây mình bật chế độ Bluetooth lên thì nó sẽ ra những cái sóng Bluetooth đang phát hiện nay. Mình chọn vào mục Acknowledge là Bluetooth của chiếc loa kéo đang phát ra. Đó, các bạn nghe tiếng tính tông có nghĩa là nó đã kết nối rồi. Và bây giờ các bạn có thể là phát bất kỳ những cái nhạc nào trên điện thoại hoặc máy tính bảng của các bạn đến chiếc loa kéo. Có thể là phát từ ổ cứng hoặc là dùng những cái trang mạng như là nhạc của tôi hoặc là Zing MP3. Ví dụ đây bây giờ mình bấm chọn một bài hát bất kỳ, mình phát. Âm thanh đã chuyển từ điện thoại qua chiếc loa kéo rồi ạ. Để sử dụng được tính năng hotspot hay gọi là wifi ảo trên chiếc loa kéo này á, thì các bạn phải chuyển chế độ cái nút M này là mode nè. Mình sẽ chuyển chế độ sang là live. Hiện tại thì nó đang ở cái chế độ Bluetooth. Bây giờ mình bấm vô đây. FM. Đây này là chế độ FM, mình bấm thêm một cái nữa. iOS mail hay mình gọi là live. Thì lúc này mình mới dùng được tính năng hotspot của loa kéo. Đầu tiên, để sử dụng tính năng hotspot hay còn gọi là wifi ảo của chiếc loa kéo, các bạn phải tải ứng dụng này về. Tùy theo hệ điều hành Android hay là iOS thì các bạn vào một kho ứng dụng. Ở đây là lại sử dụng hệ điều hành iOS thì lại vào kho ứng dụng App Store. Đây, trong mục tìm kiếm các bạn bấm từ khóa là Acknowledge Karaoke. Cái biểu tượng nó màu đỏ, mình bấm tải về và vui lòng đợi ít phút. Rồi, mình đã tải xong rồi, mình mở cái ứng dụng này lên. Đó, đối với lần đầu tiên khi các bạn tải ứng dụng này về thì nó sẽ hỏi là mình có tải cái danh mục bài hát về không. Nếu bạn bấm tải về. Rồi tùy theo cái nguồn nhạc các bạn muốn tải về là có nhạc Việt, nhạc Anh, nhạc Hoa hoặc Philippines, các bạn check vào cái ô này để mình bấm tải về. Thì ở đây là nhạc Việt, nhạc Hoa, loại chỉ hát nhạc Việt thôi, thì mình bấm tải về cho nó nhanh. Khi nào các bạn có muốn điều chỉnh thì mình chọn vô cái mục này cũng được. Rồi, sau khi tải app về, muốn sử dụng được các bạn phải thực hiện hai thao tác. Thứ nhất là mình vào mục cài đặt, mình chọn vào mục wifi. Wifi đây là cái hotspot của cái loa kéo nó phát ra. Đây có chữ Acknowledge nè. Đó, sau khi mình chọn kết nối wifi với chiếc loa kéo rồi, mình vào cái app mà mình tải khi nãy. Trong cái app này nó sẽ có cái nút ba dấu gạch ngang ở trên cùng á, các bạn nhấn vào chọn để kết nối. Trong cái mục chọn để kết nối, các bạn dò tìm đầu máy thì đây nó đã hiện ra là cái loa kéo, cái sóng của loa kéo mình phát ra nè. Có thể là lúc đó nó sẽ có nhiều cái loa kéo khác phát ra, thì các bạn coi cái loa kéo mà khi nãy mình đã kết nối wifi rồi á, mình bấm kết nối, nó sẽ hỏi cái mật khẩu, và mật khẩu mặc định là 1 2 3 4. Nó chỉ hỏi mình lần đầu thôi, các lần sau khi các bạn sử dụng phần mềm là nó tự động nó ghi nhớ, nó đã kết nối rồi.
Bây giờ mình trở ra cái mục tìm kiếm trên app. Đó. Ở đây là một cái nick điện tử. Mình có thể chọn theo ký tự ABC hoặc là mình bấm vào cái bài hát, cái ký tự đầu tiên của bài hát thôi. Ví dụ như ở đây lại chọn cái bài áo lụa Hà Đông đi, lại bấm chữ A, L, H, D. Đây, mình chọn, mình bấm chọn thì nó sẽ ghi nhớ bài hát. Đó, mình trở ra, mình có thể là bấm nhiều bài hát. VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA vối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Tiếp theo lại sẽ chỉ rõ những tính năng của các nút ở trên cái app này. Thì ở trên cái app các bạn nhìn nó có một cái lít giấy, cái lít điện tử, và hai bên nó có hai cái chữ vuốt nè, vuốt qua trái hoặc vuốt qua phải. Mình vuốt qua trái, mình vuốt qua phải thì ở đây nó sẽ sổ ra những cái mục. Đó, nên cài đặt đầu karaoke là để mình vào mình cài đặt những cái thông số cần thiết theo cái nhu cầu người dùng. Cài đặt ứng dụng cũng vậy. Và đây là điều khiển. Điều khiển ở đây là để mình chọn tăng giảm tông hoặc là chấm điểm, chức năng chấm điểm. Đó, hoặc là mình có thể là xuất hình cái bài hát mình đang hát á qua điện thoại, máy tính bảng mà mình không cần dùng đến wifi hoặc 3G hoặc là TV. Đó, các bạn thấy là nó sẽ đồng bộ với TV luôn. Đó là tính năng phát hình qua điện thoại hoặc là máy tính bảng. Rồi kế đến nữa, cái trong cái điều khiển này có là tông nam tông nữ nè, tùy theo bài mình chọn tông nam tông nữ. Mình có thể tài tắt mở tiếng ca sĩ này. Đối với cái những bài mà nó hiện sáng đèn ở chỗ ca sĩ á, thì các bạn bấm là nó tắt mở tiếng ca sĩ được. Còn riêng bài này thì nó nhạc MIDI nên nó không có tiếng ca sĩ. Ở đây là cái nút qua bài, nó để mình chọn qua cái bài tiếp theo, hoặc là bấm tạm dừng để tạm dừng bài hát, hoặc là hát lại ngay từ đầu. Còn đây là nút tăng giảm âm lượng volume. Đó, mình tăng giảm âm lượng theo cái sở thích của mọi người, hoặc là mình nghe gì nó vừa đủ như thế nào đó. Rồi, trong cái những cái nút ở bên trái thì nó có câu chào nè. Câu chào này á, mình nhập cái mật khẩu mặc định là 1234 hoặc là 5168, nó có hai mật khẩu là 5168 để mình cài đặt. Đó, câu chào ở đây là mình chào ví dụ như là karaoke, hoặc là karaoke gì gì đó, hoặc là bạn A bạn B gì chúc mừng các bạn đến như thế nào đó, tùy theo cái nội dung các bạn cần nhập. Đó, thì mình bấm câu chào đây thôi. Rồi mình nhấn thay đổi, thì khi mà nó sẽ xuất lên trên TV á, trong lúc chờ đợi nó sẽ chạy chữ cái câu chào các bạn chọn. Rồi đến cái mục bên trái nữa thì nó có nhiều cái mục nhỏ là bài hát. Bài hát ở đây là nó sẽ thể hiện cho mình biết là có số lượng bao nhiêu bài hát trong cái loa kéo của mình. Thì đây là có 13.288 bài hát. Mình có thể, đây là mình bấm tìm bài hát rồi để mình chọn. Đó, mình chọn theo tên bài hát, hoặc là mình chọn theo tên ca sĩ. Ở đây thì có nhiều cái danh sách ca sĩ nè, các bạn chọn ca sĩ mà mình yêu thích. Hoặc là thể loại nhạc. Có thể loại nhạc thì nó có nhạc remix, song ca, nhạc xưa đồ này kia, nhạc hoa, nhạc trẻ gì đó, mình chọn theo cái sở thích mọi người. Và đây là ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì nó hỗ trợ cho mình ba ngôn ngữ chính là Việt, Anh và Hoa. Mình chọn vào đây để mà nó khi mà tìm kiếm bài hát á, nó sẽ hiện những cái bài hát Anh, Việt, Hoa mà mình cần tìm. Cái đến là remix. Nó như nãy lại có đề cập thì remix ở đây là có 1.300 bài hát hoặc là ca khúc mới gì đó. Ca khúc mới là những, đây là những bài mới hãng họ mới làm ra. Kế đến là lại sẽ hướng dẫn cái nút ở bên phải. Thì nút bên phải này nó cũng giống như cái phần hồi nãy lại đã hướng dẫn. Đó là nó sẽ hiện ra cái bảng điều khiển bao gồm là phát wifi qua điện thoại hoặc là máy tính bảng nè, chọn tông này kia.
cái nút 3 chấm ở trên đây cũng vậy, cũng sẽ vào một điều kiện này. Khi đến làm lại sẽ hướng dẫn các bạn chọn bài. Ví dụ như mình chọn là bài nè, theo thứ tự 1, 2, 3 đi. Thì nó, bạn bấm bao nhiêu bài nó sẽ nhớ trong cái giỏ hàng này. Đó. Trong đây thì chẳng hạn như mình thích cái bài 100% yêu em đi, mà muốn cho nó lên ưu tiên, thì lại nhấn giữ cái nút này. Đó, nó sẽ hiện lên cái nút là mình có thể là xóa bài, hoặc là mình chọn ưu tiên, hoặc là bấm vào cái danh mục yêu thích, hoặc là mình xem cái lời bài hát. Thì tùy theo mỗi bài nó có cái lời bài hát hay không thì nó sẽ hiện ra. Như lại đã giới thiệu ngay từ ban đầu về các tính năng của các nút này rồi, bây giờ lại sẽ hướng dẫn cho các bạn tham khảo cái cách chỉnh micro làm sao cho nó hát nó nhẹ, chống hú và đạt cái chất âm nó hay nhất. Theo kinh nghiệm của lại thì mình cứ đưa cái âm lượng volume tổng này nè lớn lên, rồi khoảng tầm 3 giờ đến 5 giờ chiều. Đó, còn micro volume của micro á, mình nên để khoảng tầm 9 giờ thôi, đừng có để cao quá. Mình một số bạn thì thích để cao để hát cho nó nhẹ, nhưng mà nó là nguyên nhân gây hú nhiều nhất. Đó, còn đây là cái tiếng chép, tiếng bass của micro thì cơ bản mình cứ đưa về giữa là chuẩn nhất. Riêng đối với một số bạn thì do cái chất giọng mình là chép nhiều hoặc bass nhiều thì các bạn có thể là giảm hoặc là tăng cái tiếng chép, tiếng bass tùy theo cái sở thích và chất giọng của mình. Đó, khi mà mình chỉnh á, thì mình sẽ cân đối hài hòa giữa tiếng nhạc và tiếng mic. Nếu mà nhạc mà yếu quá thì các bạn nâng lên, còn nhạc to quá thì mình giảm lại cho nó hài hòa với tiếng mic. Subscribe Vidia, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt.